Thưa thầy và các bạn, hôm nay em xin trình bày về ung thư tiền liệt tuyến. Phần trình bày thì bao gồm có 6 nội dung. Nội dung thứ nhất là tổng quan về ung thư tiền liệt tuyến, thứ hai là thăm trực tràng cho ung thư tiền liệt tuyến, thứ ba là PSA, thứ tư là hình ảnh học, cụ thể là MRI và MSCT, thứ năm là chẩn đoán và thứ sáu là điều trị. Tổng quan về cái ung thư tiền liệt tuyến thì trong 10 năm trở lại đây có một cái sự nổi lên của ung thư tiền liệt tuyến ở nước ta. Mình không biết lý do tại sao mà tuổi thì đang diễn ra sớm hơn và cái diễn biến của nó không theo cái nguyên lý bình thường của một cái ung thư tiền liệt tuyến như trước đây nữa. Tình hình ung thư tiền liệt tuyến ở Việt Nam thì thường gặp ở nam lớn 60 tuổi, thường gặp ở nam có nhiều bạn tình mà có tiền sử viêm tiền liệt tuyến do các con STD. Tỷ lệ là khoảng 2 trên 100 ngàn người, phụ thuộc vào yếu tố gia đình, có nghĩa là một người có anh trai hoặc em trai hoặc là cha bị ung thư tiền liệt tuyến thì khả năng mắc ung thư tiền liệt tuyến sẽ cao hơn 2 cho đến 3 lần. Và dân di cư, người châu Á thì có tỷ lệ ung thư tiền liệt tuyến nhỏ hơn người Mỹ, nhưng khi người châu Á di cư đến Mỹ thì cái tỷ lệ ung thư tiền liệt tuyến nó cao hơn cả người Mỹ. Thăm trực tràng. Thăm trực tràng giúp phát hiện hơn 90% trường hợp ung thư tiền liệt tuyến và không có sự khác biệt trong cái chuyện thăm trực tràng của bác sĩ chuyên khoa niệu hay các bác sĩ thuộc chuyên khoa khác. Khi thăm trực tràng, ta phải trả lời các câu hỏi như sau: đó là tiền liệt tuyến có to hay không, còn hay mất cảnh giữa, bề mặt trơn láng hay bề mặt nó sần sùi, có nhân cứng hay không có nhân cứng, giới hạn giờ bờ của tiền liệt tuyến có rõ hay không, ấn tiền liệt tuyến đau hay không đau, lòng trực tràng trơn láng hay là có khối u, và khi rút gân ra thì ta coi cái phân theo gân đó có lẫn máu hay không. Vì PSA, PSA là được làm trong cái trường hợp nghi ngờ hoặc là đã nhập viện hoặc là theo dõi sau điều trị. Không, cái việc tầm soát ung thư tiền liệt tuyến bằng PSA trong cộng đồng không được khuyến khích trong hoàn cảnh hiện nay. Beta là một cái kháng nguyên đặc hiệu của tiền liệt tuyến. Nó được mã hóa bởi cái gen kallikrein 3 và được tạo ra chủ yếu là bởi cái tế bào biểu mô của tiền liệt tuyến. Tiền liệt tuyến thì có 70% là mô tuyến và 30% là mô sợi cơ, nghĩa là mô sợi và mô cơ. Nhưng beta chỉ được tạo ra bởi tế bào tuyến, có nghĩa là nó được tạo ra bởi biểu mô tuyến. Bình thường thì cái giá trị của PSA là nhỏ hơn 4 nanogram trên ml. PSA sẽ tăng tỷ lệ thuận với cái trọng lượng của tiền liệt tuyến, có nghĩa là 1 gram của tiền liệt tuyến tăng lên thì tương đương với cái chuyện tăng là 0.3 nanogram trên ml PSA. Có một cái sự tương quan thuận giữa cái nồng độ PSA và cái khả năng ung thư tiền liệt tuyến. Beta là một chất để chỉ điểm ung thư tiền liệt tuyến chứ không phải là một chất dùng đơn độc trong việc chẩn đoán ung thư tiền liệt tuyến. Sử dụng cái giá trị beta trong việc cái chẩn đoán và điều trị, trong chẩn đoán ung thư tiền liệt tuyến thì khi beta lớn hơn 10 nanogram trên ml thì ta có chỉ định sinh thiết tiền liệt tuyến để tầm soát ung thư. Còn khi giá trị beta từ 4 cho tới 10 nanogram trên ml thì ta phải đánh giá cái nguy cơ ung thư tiền liệt tuyến dựa vào cái phần trăm của free beta, có nghĩa là ta lấy free beta chia cho tổng lượng beta. Khi cái phần trăm free beta lớn 25% thì nguy cơ ung thư tiền liệt tuyến là nhỏ 10%, còn khi cái phần trăm free beta nhỏ hơn 10% thì nguy cơ ung thư tiền liệt tuyến là lớn hơn 50%. Beta density, khi ta lấy cái tổng lượng beta chia cho cái thể tích tiền liệt tuyến, nó được dùng để đánh giá cái khả năng ung thư tiền liệt tuyến với mục đích là giảm thiểu cái ảnh hưởng của kích thước tiền liệt tuyến đến nồng độ beta máu. Khi beta density lớn hơn 0.15 thì ta cân nhắc ung thư tiền liệt tuyến. Beta velocity là mình theo dõi nồng độ beta hàng năm và đánh giá cái chuỗi kết quả. Nếu cái giá trị beta nằm trong khoảng từ 4 tới 10 nanogram trên ml thì cái giá trị beta năm sau lớn năm trước 0.75 nanogram,
ml hoặc là nó lớn hơn 25%, cái lượng tăng nó lớn hơn 25% thì ta gợi thì nó có gợi ý ung thư tiền tuyến. Còn khi giá trị beta nằm trong khoảng từ 2.5 cho tới 4 nanogram trên ml thì cái beta năm sau lớn hơn năm trước 0.35 nanogram trên ml, cân nhắc tới cái chuyện nghi ngờ ung thư tiền tuyến. Sử dụng beta để theo dõi sau điều trị ung thư tiền tuyến. Trong 5 năm đầu thì ta định lượng beta 6 tháng lần. Nếu giá trị beta tăng thì ta cho chụp lại CT scan hoặc MRI. Còn nếu như nghi ngờ thì phải biopsy lại, có nghĩa là phải sinh thiết làm cái dây phôi bệnh lại. Sau 5 năm thì sau 5 năm điều trị thì mình chỉ định lượng beta lại theo mỗi năm. Chẩn đoán của ung thư tiền liệt tuyến thì bao gồm 3 yếu tố. Thứ nhất là thâm trực tràng, thứ hai là định lượng beta, và thứ ba là sinh thiết dưới ngã trực tràng dưới cái sự hướng dẫn của siêu âm. Lý do gì mà ta sử dụng hướng dẫn của siêu âm sinh thiết ngã trực tràng mà không qua nội soi cái đốt tiền liệt tuyến? Vì cái tiền liệt tuyến được chia ra làm ba thùy, ba thùy là thùy phải, thùy trái và thùy giữa. Nhưng ở đây mình chia cái tiền liệt tuyến theo ba vùng, nó khác với cách chia của ba thùy. Thì vùng ngoại vi có 70% mô tuyến, là cái nơi xuất phát của 70% ung thư tiền liệt tuyến. Vùng trung tâm có 25% mô tuyến, nhưng mà chỉ là xuất phát của 10% ung thư tiền liệt tuyến mà thôi. Vùng chuyển tiếp có 5% mô tuyến, nhưng mà nó xuất phát của 20% trường hợp ung thư tiền liệt tuyến. Từ đây ta thấy là ngã hậu môn trực tràng tiếp cận được cái vùng ngoại vi, cho nên khả năng bỏ sót của nó thấp. Còn ngã cắt đốt ở sơ tiền liệt tuyến hay là ngã niệu đạo thì chỉ tiếp cận được cái vùng trung tâm, thì vùng trung tâm thì vùng chuyển tiếp, cho nên khả năng bỏ sót của nó cao hơn. Gleason score do cái nhà giải phẫu bệnh học Donald Gleason tạo ra vào năm 1960 để đánh giá cái sự tiến triển của ung thư tiền liệt tuyến, tiên lượng và hướng điều trị. Khi ta thấy cái giá trị của Gleason nhỏ hơn 1/6 thì ta có thấy cái tiên lượng là tốt. Bằng 7 thì là tiền lâm sàng, còn lớn hơn 1/8 là tiên lượng xấu. Hình ảnh học trong ung thư tiền liệt tuyến thì ta nói tới là MST và MRI. MRI được dùng để đánh giá cái T, được chỉ định trong trường hợp là quyết định điều trị triệt để cho những bệnh nhân có tiên lượng sống còn lớn hơn 10 năm. Xạ hình xương scintigraphy đánh giá di căn xương. Đối với những bệnh nhân mà có giá trị beta nhỏ hơn 20 nanogram trên ml thì khả năng phát hiện được cái di căn xương bằng xạ hình xương là thấp, rất thấp. Khi điều trị thì ta có chiến lược chung và lựa chọn phương pháp điều trị. Để có được một cái chiến lược chung trong điều trị thì ta phải kết hợp cả ba yếu tố. Yếu tố thứ nhất là phải coi cái sinh thiết, coi Gleason nó bằng bao nhiêu, và cái sinh thiết đó là ngã trực tràng hay là ngã cắt đốt nội soi, ngã niệu đạo. Ta đánh giá cái giai đoạn cái T dựa vào MRI và đánh giá cái beta, ước định là chờ đợi hay là điều trị bằng hormone hay là điều trị tận gốc. Yếu tố thứ hai là cân nhắc lợi hại ASA, tình dục, tình trạng tiểu không kiểm soát và kinh tế của bệnh nhân. Yếu tố thứ ba là khả năng theo dõi chặt chẽ và điều trị trong bổ trợ. Đối với lựa chọn pháp điều trị thì ta thấy cái RAD 2 tới 4 là cái thấp, RAD 5 tới 7 là trung bình và 8 tới 10 là RAD cao. Ta quyết định chờ đợi khi bệnh nhân đã lớn tuổi và hoặc suy yếu, tiên lượng sống còn nhỏ hơn 10 năm. Ta quyết định phẫu thuật thì có hai cái hướng phẫu thuật. Hướng thứ nhất là đối với cái ung thư mà nó còn khu trú thì ta loại bỏ hoàn toàn cái ung thư đó, cái mục tiêu là loại bỏ cái ung thư. Còn đối với cái trường hợp mà cái ung thư tiền liệt tuyến đã vượt qua cái lớp vỏ bao của tiền liệt tuyến thì cái mục tiêu của ta là giải quyết cái triệu chứng. Cụ thể như sau, là chỉ định cắt đốt tận gốc tiền liệt tuyến đối với những bệnh nhân, tất nhiên là cái ung thư đó chưa vượt qua vỏ bao, những bệnh nhân nhỏ hơn 75 tuổi, có ít các bệnh đi kèm và tiên lượng sống lớn hơn 10 năm. Về giải phẫu bệnh học
thì cái glycine nó nhỏ vòng 7 và cái giá trị beta nhỏ hơn 20 nanogram trên ml. Còn chỉ định cắt hai tinh hoàn và xạ trị khi cái ung thư tiền tuyến đó đã vượt qua cái lớp tiểu bào, có nghĩa là từ T3 trở đi, em xin hết.